Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mỗi lần nghe đến xét nghiệm ADN là biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ được kể, mà câu chuyện thường gặp nhất có lẽ là tìm ra cha đẻ của đứa trẻ là ai. Mới đây, một cô gái trẻ quê ở Phú Thọ đã lần lượt đưa con trai cùng ba người đàn ông khác nhau đến xét nghiệm ADN, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai là cha thực sự của đứa trẻ. Tuy nhiên, ngay sau đó, danh tính người cha thực sự của đứa trẻ đã gây bất ngờ lớn. Một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hòa, 28 tuổi, quê Phú Thọ, muốn làm giám định ADN để tìm bố ruột cho con trai của mình. Do lối sống thoáng và cởi mở nên cô không thể xác định được ai là bố của con mình. Trong vòng chưa đầy một tháng, Hòa đã dẫn ba người đàn ông đến trung tâm để lấy mẫu xét nghiệm ADN xác định huyết thống cha con với con trai thông qua mẫu tóc có gốc. Kết quả xét nghiệm của ba người đàn ông đều không cùng huyết thống với đứa trẻ. Hòa tỏ vẻ nghi ngờ về quá trình giám định của đơn vị phân tích di truyền Cô nói đây đều là những người từng gần gũi trước khi có bầu. Sau đó, Hoa nhớ đến Dũng, người tình cũ. Dũng và Hoa từng có quan hệ tình cảm trước khi anh ra nước ngoài làm việc. Trong suy nghĩ của Hoa, Dũng trước khi nào được cho vào diện nghi vấn là cha đứa trẻ, vì cuộc tình này rất chóng vánh. Khi Dũng về nước đón Tết cùng gia đình, cả hai gặp lại nhau trò chuyện như những người bạn. Hoa cho Dũng xem ảnh của con trai, nói ý nguyện muốn xét nghiệm ADN giữa anh và đứa trẻ. Anh đã lập tức đồng ý. Hoa dẫn Dũng đến trung tâm lấy mẫu, mọi người đều bất ngờ vì đây là người thứ tư cô dẫn đến. Mẫu tóc của Dũng được các chuyên gia phân tích, kết quả có một gen bị sai. Như vậy, khả năng đứa trẻ không cùng huyết thống với Dũng, nhưng cũng có khả năng khác xảy ra là do đột biến gen. Do đó, trường hợp này buộc cán bộ giám định phải xét nghiệm thêm mới có thể khẳng định. Sau 3 ngày, cả hai quay trở lại gặp chuyên gia, kết quả xét nghiệm cho thấy Dũng chính là cha ruột của đứa trẻ liên quan đến vụ việc một bé trai 9 tuổi bị đối tượng Lê Đức Thắng 42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đánh đập tàn nhẫn, chiều ngày 12 tháng 3, sau khi bị công an tạm giữ, Thắng đã khai nhận do uống rượu say đã không kiềm chế được hành vi dẫn tới việc dùng vũ lực với con riêng của vợ là bé LTA 9 tuổi đang sống chung. Đồng thời, Thắng thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên ra tay với cháu A, nhưng lần này gây thương tích nặng nhất. Cơ quan công an đã đưa bé A đi giám định thương tích để xác định mức độ thương tật làm cơ sở xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Bé A nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước với chẩn đoán đa chấn thương phần mềm. Hiện tại sức khỏe của bé A đã ổn định. Phía công an địa phương cũng đã tới nhà thăm hỏi động viên. Theo thông tin từ người dân cho biết, giữa bà Hát, mẹ của cháu A và ông Thắng trước đây có quan hệ vợ chồng và có con chung. Tuy nhiên sau đó hai người ly dị. Tiếp đó bà Hát có con riêng là cháu LTA. Gần đây bà Hát đưa con về ở với ông Thắng tại căn nhà ở phường Tân Thiện. Anh NVV, người dân ở phường Tân Thiện kể lại, trước đây ông Thắng cũng có đánh cháu A, nhưng chỉ ra tay nhẹ và chửi bới thôi, chứ không như lần này. Qua hỏi thì được biết, vì cháu A lấy điện thoại ra ngoài ngồi chơi, nói không nghe nên đã bị ông Thắng đánh. Bà NTV, người dân ở phường Tân Thiện cho biết, tôi xem clip quay cảnh ông thằng đánh cháu bé mà run sợ, chỉ cầu mong cháu không sao. Tối ngày 12 tháng 3, ông Đỗ Quang Hải, trưởng công an phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài cho hay, ngay trong buổi sáng ngày 12 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, công an thành phố Đồng Xoài đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lê Đức Thắng. Đồng thời, công an thành phố Đồng Xoài đã yêu cầu công an phường Tân Thiện giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, đưa đối tượng Thắng và các bên liên quan về công an thành phố Đồng Xoài để tiến hành xác minh. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài điều tra và xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ ở Hà Nội mất tích 2 tuần, chiều ngày 12 tháng 3, chồng là anh Bùi Văn Quảng đã cho biết vợ anh đã trở về Bình An, hiện ở nhà ngoại để ổn định tâm lý. Theo anh Bùi Văn Quang, ngày 10 tháng 3, vợ anh có nhắn tin cho chị gái của vợ đến một điểm ở trung tâm Hà Nội để đón về. Sau khi trở về nhà, anh Quang cho biết do tâm lý của vợ chưa ổn định, ngại tiếp xúc nên đang ở bên ngoài, tạm thời chưa đi làm lại. Trước đó, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1985, ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, đi khỏi nhà từ chiều ngày 28 tháng 2. Thời điểm đó, anh Quảng chia sẻ, vợ tôi mất tích và cũng xóa dấu vết, không gọi được nhưng vẫn sử dụng điện thoại và có nhắn qua Zalo cho con gái là không phải tìm mẹ nữa. Được biết khoảng một tháng trước khi mất tích, vợ anh Quảng có dấu hiệu trầm tư nên đi lễ chùa để được tĩnh tâm. Tuy nhiên, sau đó vẫn ngại tiếp xúc với người ngoài. Ai nói đến bản thân là buồn, mặc dù trước đó tính tình vợ anh rất sôi nổi, hòa nhã cùng mọi người. Ngoài ra, anh Quảng cũng chia sẻ, sau khi rời khỏi nhà, vợ tôi còn nhắn tin cho con căn dặn bảo con gái đầu chăm sóc các em. Thi thoảng lại nhắn cho con gái là mẹ ở nơi rất xa, không trở về nữa khi gia đình chưa đăng thông tin tìm kiếm, vợ tôi đã nhắn về con gái, mẹ đang ở nơi đất khách quê người rồi. Còn sau khi đăng thông tin tìm kiếm, vợ tôi lại nhắn về cho con gái qua Zalo rằng mẹ đang ở nơi rất xa, không phải tìm nữa, mẹ không bị lừa đâu. Tuy nhiên thời điểm đó, anh Quảng nghi ngờ có thể vợ đang bị ai đó khống chế, vì tin nhắn chỉ đầu bên kia nhắn đi, không cho nhắn lại và thường xuyên xóa dấu vết, nhắn xong lại xóa bỏ. Ngày 12 tháng 3, công an phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ nhóm chuyên trộm tài sản cửa nhôm các khu mộ nghĩa địa. Trước đó, công an phường Trương Quang Trọng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu nghĩa địa vườn đào thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, có nhiều ngôi mộ bị kẻ gian đập phá, tháo rỡ cửa nhôm kính bảo vệ bàn thờ của mộ để lấy nhôm sinh pha. Tại hiện trường, cửa kính bảo vệ bàn thờ bị đập bể nát, nhôm được tháo lấy đi. Công an phường Trương Quang Trọng đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng, truy xét các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường xác minh làm rõ 4 đối tượng gồm Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2003, Trương Quang Viên sinh năm 2009, Huỳnh Ngọc Nhân sinh năm 2002 và Nguyễn Hiếu Kiên sinh năm 2009 đều ở xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tham gia thực hiện hành vi tháo rỡ trộm khung nhôm trên các ngôi mộ. Tăng vật thu giữ gồm 23 bộ cửa và khung nhôm do các đối tượng đã bán tại các điểm thu mua phế liệu. Liên quan đến sự việc, công an phường Trương Quang Trọng đã lập hồ sơ ban đầu, tiếp tục xác minh, làm rõ và khẳng định đây là thủ đoạn trộm mới, manh động, liều lĩnh, gây bức xúc cho người dân. Công an phường thông báo ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác của các đối tượng trên, đề nghị liên hệ cơ quan công an phường Trương Quang Trọng để thông tin giải quyết. Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến hải quan, ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khi các phương tiện đang lưu thông vào giờ cao điểm, thì xe ô tô Toyota Vios và xe máy mang biển kiểm soát 37K96899 bất ngờ xảy ra va chạm khiến xe máy ngã ra đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ hủy hoại tài sản của nam thanh niên đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 2, xe khách mang biển số 37F00542 do Hồ Tự Quý cầm lái di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Đến đoạn km 540 990, qua thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, xe khách trên va chạm với xe máy biển kiểm soát 38H6-3817, chở theo hai người lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, ông NMT, và vợ là bà TTL bị văng xa nhiều mét dẫn tới tử vong. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng phần đầu, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe khách, mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp nơi. Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý, sinh năm 1984 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.